cận cảnh tên đạo chết chuyên nghiệp bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây. Để bảo vệ tài sản của mình, mỗi người hãy chủ động nâng cao ý thức cảnh giác, không lơ là chủ quan. Người sử dụng phương tiện tuyệt đối không tùy tiện để xe bừa bãi nơi công cộng, nên gửi vào nơi trông giữ xe để đảm bảo an toàn hơn. Tốt nhất là nên có biện pháp khóa và chống trộm. Các bạn sinh viên ở trọ không có an ninh bảo vệ cũng nên cảnh giác hơn. Dưới đây là một vụ bẻ khóa xe máy ở thành phố Thủ Đức chưa đầy 10 giây. Theo đoạn clip camera an ninh ghi lại cho thấy, một đối tượng khoác áo xe ôm chở đồng bọn dừng lại khi thấy chiếc xe đậu dưới lề đường. Ngay lập tức đối tượng ngồi sau xuống bẻ khóa xe chớp rồi leo xe biến mất. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung và thành phố Thủ Đức nói riêng sẽ ra rất nhiều vụ trộm cướp xe máy, chúng rất manh động và liều lĩnh. Các bạn tân sinh viên nên chú ý và cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhớ bấm nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.